Nga bị siết nguồn hàng quân sự do lệnh trừng phạt mới từ Anh. Vương quốc Anh công bố 46 lệnh trừng phạt mới nhắm vào những cá nhân, tổ chức tham gia vào việc mua bán trang thiết bị quân sự với Nga. Theo hãng tin Reuters ngày 6 tháng 12, Vương quốc Anh vừa công bố 46 lệnh trừng phạt mới nhắm vào những cá nhân, tổ chức trên thế giới có liên quan về mặt quân sự với Nga. Các cá nhân, tổ chức có tên trong loạt trừng phạt đến từ Trung Quốc, thổ nhĩ kỳ, Serbia, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE và Uzbekistan, quốc vụ khanh phụ trách khu vực ấn độ dương. Thái Bình Dương Anh Marie Trevelyan cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường sức ép lên Tổng thống Nga là địa Putin và trừng phạt những bên thứ ba cung cấp hàng hóa và công nghệ bị cấm vận khỏi Nga, dù họ có ở đâu. Theo Bộ Ngoại giao Anh, London sẽ trừng phạt 31 người và tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu linh kiện điện tử và việc thiết kế, sản xuất các máy bay không người lái drone hoặc bộ phận tên lửa cho Nga. Bốn tổ chức đến từ UAE mua bán dầu với Nga, và một số tổ chức khác có làm ăn với tập đoàn đánh thuê Wagner, cũng nằm trong danh sách bị trừng phạt. Ngoài ra, một doanh nghiệp quốc phòng của Belarus cũng bị lồn đồn nêu tên. Doanh nghiệp này bị tố sản xuất công nghệ quân sự được mình sử dụng để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Moscow. Cùng ngày, Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia Anh, NCA cho biết đã ban hành cảnh báo đến các ngân hàng, tổ chức tài chính dưới quyền quản lý của chính phủ Anh về việc Nga đang tìm cách mua những hàng hóa bị cấm vận qua những nước trung gian. Các lệnh trừng phạt Nga sau khi nước này tấn công Ukraine đã có tác động to lớn đến khả năng mua bán hàng hóa bao gồm trang thiết bị quân sự của Nga trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, nhằm lách những biện pháp kiểm soát này, Nga đang dùng một chuỗi cung ứng phức tạp và những nguồn hàng thay thế để sở hữu những mặt hàng bị cấm, NCA khẳng định. Vương quốc Anh là một trong những đồng minh lớn nhất của Ukraine trong cuộc xung đột quân sự giữa Kiev và Moscow. Và, từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24 tháng 2 năm 2022, chính phủ Anh đã áp lệnh trừng phạt lên 1.600 cá nhân và 250 tổ chức bị nghi có liên quan đến Nga trên toàn thế giới.